Đây, giao lưu anh em, cây cụ mai rừng, hàng ép đá nha anh em. Khủng à, cây này thực tế hoài khủng lắm, hai người khiêng nha. Để em ra kích thước tổng thể cho anh em xem trước nha. Em điên dọc cho anh em xem. Ô, còn cái phần nha. Phần, ở phần trên đó chứ. Cái này hả? Đó, dưới lại chứ, phần chứ. Đó. Rồi, cái phần nè, là 83. Phần là 83 nha, dọc ngọn. Dọc ngọn. Dốc ngọn nó 60. Chén thú nha anh em. Rồi quanh ngang cổ dễ. Quanh ngang cổ dễ nè. Quanh ngang cổ dễ nó 50. Rồi quanh cổ trên nè. Cổ dễ trên nè. Quanh cổ dễ trên là 64. 64 nha. 64 á. Nhiều bay nè. 64. Nhiều bay là 1m4. Đúng rồi, nó 1m70. Chiều dài thú 1m70 nha anh em. Chiều cao anh. Cây này hoài cũng nha. 1m35. Cao 1m35 nha. Để ngang. Để ngang. Mình thả đồ ngang là chơi sống lưng sống đồ đó. Để ngang nó là 1m. Hàng đẹp đá nha. Cây dễ ok anh em à. Trên núi quen hết rồi. Đi này rồi thôi nè. Đậu hồi qua nè. Đá nó hơi bị đá nó đè, nó hơi bị lép nha anh em. Sao lép thằng từ đây lên cái này thực tế hoài cũng ok á. Quàng dầu anh em xem cây này ngồi cứng cáp cây nha anh em. Đầu cổ sạch sẽ nè em xem nè. Phần phình lá nha. Đây có điểm lũ nha anh em. Lũ thép không bọc nha. Đây này cái tấm lưng nữa nè. Đá nha. Em xem nè. Dưới đây nó có miếng lũ nha anh em. Nó dựa vô đá nó lũ nha, không bọng nha. Không bọng xuống dễ nha anh em. Đó, không bọng lên luôn nha. Nó bọng lên cỡ tới đây à. Đó. Dưới đây là nó vô cỡ hai mắt tay. Dễ mà trước đây có ba đầu dễ nè. Dễ nè. Cây này cũng cây nha. Phình 8. Em coi nè. Dốc ngọn lên phình nè. Lưng cổ rồi nè. Bự nha. Em về để con cá cho nhà nè. Rồi giao lưu anh em cái mai rừng chén thú nha. Cái này có thả dầu ngang này là anh em chơi cái bể đế đá nha, bể đế ngầm đá rồi đá. Quành đường kính đế đây là bể đế đây em đo là 92 nha, mà đo bao đây nha. Coi nha, đó. Rồi đo quành thăng rồi chính xác cho anh em coi. Thăng chính xác ở đây là 60. Ờ, bình thang chính xác đó, chỗ đó 60 nha. Chốt ngọn 45. Cây này hoài to, cây đá, đá nha anh em. Lập cây á. Chiều cao của nó là 84. Cao 84. Vậy. Đang thú 1m04. 1m04 nha, để ngang ngay. Để ngang. Anh em thả vô ngang là chơi phần cũ trên luôn nha. Để ngang của nó là... dễ xuống đất hết luôn à. 75. Để ngang 75. Quay dọc em xem nè, cây ngồi lập cây nha. Gọn chậu luôn, mập mập cây. Núi em đi không hết nha anh em. Cây nằm mặt nào cũng đẹp hết nha. Mặt này bên nó cũng nằm ngọc đá nè. Coi cái lưng nó ha. Lưng nó lượng nè. Đó, đem thả dầu ngang vô nè. Thả dầu ngang là lòi mấy này luôn nha. Lòi này nè, nó thả qua đó luôn. Bự nha. Đầu nó bị bọng xíu nha anh em. Cây sạch sẽ nha. Đầu hơi bọng xíu à. Đây, phần này nó ôm đá nè. Ngầm đá cứng ngắc luôn nha. Đem cái đường kính bể đế nè. Đem thả cho ngang đây thôi. Đó. Ăn phần cũ trên luôn. Đây có cái dễ đây nè. Sau đây cái này mình bị tét nè. Cây này 5 đầu dễ nha anh em. 5-6 đầu dễ. Cây này lực cây á.